Phát biểu tại một sự kiện ở Washington DC ngày 4 tháng 5, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho hay, ông dự đoán Nga vẫn đạt những tiến bộ trong giai đoạn tới trên chiến trường, cho dù Mỹ đã thông qua gói viện trợ mới dành cho Ukraine vào tháng trước. Tờ Financial Times dẫn lời ông Sullivan nói tình hình không thể thay đổi một cách đột ngột. Nhưng ông Sullivan nói rằng, với viện trợ mới từ Washington, Kiev sẽ có khả năng giữ phòng tuyến và đảm bảo Ukraine chống chọi được cuộc tấn công của Nga trong suốt năm 2024. Về kịch bản cho cuộc xung đột vào năm tới, ông Sullivan cho rằng Ukraine có ý định tiến tới giành lại lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Theo Financial Times, những bình luận của ông Sullivan về một cuộc phản công tiềm năng của Ukraine cho thấy cách Nhà Trắng nhìn nhận cuộc xung đột sẽ diễn tiến nếu Tổng thống Mỹ Joe Biden tái đắc cử vào tháng 11. Bất kỳ cuộc tấn công mới nào của Ukraine vào năm 2025 sẽ phụ thuộc vào nguồn tài trợ nhiều hơn từ Quốc hội Mỹ và sự chấp thuận của Nhà Trắng. Tuy nhiên, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện là ứng viên tổng thống của đảng Cộng Hòa và gần như chắc chắn sẽ tái đấu với Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử vào tháng 11, đã tỏ ra hoài nghi về việc viện trợ cho Ukraine và từng tuyên bố sẽ cố gắng nhanh chóng chấm dứt xung đột Nga-Ukraine và tìm kiếm một giải pháp thương lượng. Trong khi đó, các quan chức Ukraine đã bày tỏ hy vọng có thể xoay chuyển tình thế vào năm tới. Phát biểu với báo Bild của Đức trong tháng trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho hay có kế hoạch cho một cuộc phản công khác, nhưng kế hoạch này phụ thuộc vào nhiều vũ khí hơn, trong đó có cả vũ khí từ Mỹ. Tuy nhiên, trong khi vũ khí, đạn dược đang trên đường đến tiền tuyến sau khi gói viện trợ mới của Mỹ được phê duyệt vào tháng trước, việc giải quyết tình trạng thiếu binh sĩ là rất quan trọng đối với cơ hội chống lại Nga của Ukraine. Nhiều người Ukraine không sẵn lòng tham gia đợt động viên bắt đầu từ gần một năm trước với lý do lo sợ chỉ huy kém và thiếu vũ khí, theo Financial Times. Giới lãnh đạo Ukraine đã cố gắng giải quyết vấn đề này bằng cách kết hợp các phương pháp tuyển dụng mang tính tự do hơn và điều kiện tốt hơn cho binh sĩ. Nhưng vẫn còn phải xem xét việc kết hợp này và gói viện trợ mới sẽ có tác động như thế nào đến tâm trạng của người Ukraine, theo Financial Times. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.